Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện chớp tia gamma mạnh gấp 14 triệu lần tổng năng lượng của dải ngân hà, chiếu thẳng tới trái đất từ ngôi sao chết, cách 6,6 tỷ năm ánh sáng. Sử dụng kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA, các nhà thiên văn học thu được chớp tia gamma GRB, hướng thẳng từ không gian sâu về phía trái đất. Chớp tia này có tên gọi là GRB200826A. GRB thường được tạo ra khi một vật thể mang năng lượng cực mạnh xuất hiện trong không gian và chia thành hai loại là GRB dài và GRB ngắn. GRB hình thành khi hai ngôi sao cực đặc hoặc một ngôi sao và một hố đen sáp nhập trong sự kiện chớp nhoáng kéo dài chưa tới 2 giây. GRB dài xuất hiện khi những ngôi sao siêu lớn sụp đổ. Nhưng GRB200826A phát hiện vào tháng 8 năm 2020 gây bất ngờ cho các nhà khoa học bởi dù rất ngắn, dường như tín hiệu này có nguồn gốc từ quá trình sụp đổ sao. GRB200826A được cho là GRB ngắn nhất ra đời theo cách như vậy. Chớp tia gamma này vô cùng mạnh, năng lượng phát ra từ chớp tia gamma mạnh gấp 14 triệu lần tổng năng lượng do toàn bộ dải ngân hà giải phóng trong cùng khoảng thời gian. Theo Tomasa Humada, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Maryland, đồng tác giả nghiên cứu về GRB200826A nhận định, đây là một trong những GRB ngắn mạnh nhất từng được ghi nhận. Các ngôi sao sụp đổ khi chúng cạn kiệt nhiên liệu hydro. Không có nhiên liệu này, ngôi sao bắt đầu sụp đổ vào lõi dưới ảnh hưởng từ khối lượng khổng lồ của chúng. Trong quá trình đó, ngôi sao giải phóng hai luồng bức xạ mạnh theo hướng ngược nhau. Nếu một trong hai luồng tia đó hướng thẳng về phía trái đất, các nhà khoa học có thể phát hiện bằng kính viễn vọng chuyên dụng và tìm hiểu vị trí phát ra tín hiệu trong vũ trụ. Sau khi phát hiện GRB200826A, nhóm nghiên cứu khảo sát khoảng trời mà chớp tia gamma xuất hiện và nhận thấy, nó đến từ thiên hà cách trái đất 6,6 tỷ năm ánh sáng. Có nghĩa thời gian để tín hiệu truyền tới hành tinh của chúng ta bằng khoảng một nửa độ tuổi của vũ trụ. Các nhà thiên văn học cũng phát hiện quầng sáng từ vụ sụp đổ sao, hé lộ nguồn GRB là một ngôi sao chết, không phải sự kiện sáp nhập thường gắn liền với GRB ngắn. Đĩa vật chất rộng 150 triệu km bao quanh ngoại hành tinh. Các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát được đĩa tạo mặt trăng của một ngoại hành tinh cách trái đất 400 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu của Miriam Benisi, nhà thiên văn tại Đại học Grenoble và Đại học Chile, lần đầu tiên phát hiện đĩa tạo mặt trăng xung quanh một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Đĩa vật chất này lớn gấp khoảng 500 lần vành đai sao Thổ và bao quanh PDS-70C, một hành tinh giống sao Mộc. Giới khoa học từ lâu đã cho rằng có các đĩa tạo mặt trăng như vậy tồn tại nhưng chưa có ảnh chụp rõ ràng. Benisi cho biết, công trình của chúng tôi trình bày về sự phát hiện đĩa vật chất, nơi từ đó các vệ tinh tự nhiên hình thành. PDS-70C và PDS-70B là hai hành tinh khí khổng lồ cách trái đất khoảng 400 năm ánh sáng. Chúng vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành, cung cấp cơ hội tốt để nghiên cứu về các hành tinh và mặt trăng thời kỳ non trẻ. Theo Miriam Kepler, đồng tác giả nghiên cứu, chuyên gia tại Viện Thiên văn Max Planck nói, đến nay giới khoa học đã tìm được hơn 4.000 ngoại hành tinh, nhưng tất cả đều thuộc các hệ hành tinh trưởng thành. PDS-70B và PDS-70C gợi nhớ đến cặp sao Mộc, sao Thổ, chúng là hai ngoại hành tinh hiếm hoi được phát hiện vẫn trong quá trình hình thành. Sử dụng hệ thống kính viễn vọng ALMA tại Chile, nhóm chuyên gia đo được đường kính của đĩa tạo mặt trăng xấp xỉ bằng khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, khoảng 150 triệu km. Họ cũng nhận thấy, chiếc đĩa chứa đủ vật chất để tạo ra ba vệ tinh kích thước tương đương mặt trăng của trái đất. Khác với PDS-70C, PDS-70B không có đĩa vật chất như vậy. Các nhà khoa học từng đặt giả thuyết rằng, hành tinh hình thành trong đĩa bụi xung quanh những ngôi sao trẻ và gom góp vật chất khi di chuyển theo quỹ đạo trong quá trình phát triển. Hành tinh có thể tự tạo đĩa vật chất, chiếc đĩa này tiếp tục cung cấp khí và bụi vũ trụ cho hành tinh trẻ. Bên trong đĩa, hạt bụi và khí cũng có thể va chạm, tạo nên những thiên thể ngày càng lớn, cuối cùng trở thành mặt trăng. Tuy nhiên, các nhà thiên văn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hay quan sát được quá trình này. Hình ảnh mới về PDS-70B và PDS-70C sẽ cung cấp thêm thông tin giá trị cho họ.
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể quan sát lại PDS-70B và PDS-70C bằng kính viễn vọng cực lớn, LT, của Đài Thiên văn phía Nam châu Âu ESO. Kính viễn vọng này đang được xây dựng tại sa mạc Atacama, Chile. Vũ trụ có thể giống chiếc bánh donut khổng lồ. Một nghiên cứu mới cho thấy, vũ trụ có thể mang hình dạng là một hình xuyến torus 3 chiều, giống như một chiếc bánh donut. Theo một báo cáo trên cơ sở dữ liệu OPSIP, một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Anh và Đại học Lyon đã nghiên cứu lượng ánh sáng dư thừa từ vụ nổ Big Bang, hay còn gọi là bức xạ phong vi sóng vũ trụ, CMB, và kết luận rằng vũ trụ của chúng ta không bằng phẳng mà có hình dạng như một chiếc donut. Thomas Bachert, giáo sư vũ trụ học tại Đại học Lyon chia sẻ, có thể nói vũ trụ là một chiếc bánh donut vĩ đại. Hình dạng này có tên là Torus, hay hình xuyến 3D, tuy chưa được các chuyên gia trong ngành bình duyệt. Bachert cho biết bài báo đã được gửi tới các tạp chí khoa học để mọi người cùng nghiên cứu. Bachert và đồng nghiệp của ông không phải những người đầu tiên đề xuất ý tưởng này. Vũ trụ hình xuyến đã được đề cập đến từ những năm 1980. Nhưng trong 18 năm qua, giới khoa học tin rằng vũ trụ của chúng ta bằng phẳng, nghĩa là những đường song song trong cấu trúc không thời gian vẫn giữ nguyên và đang liên tục mở rộng. Báo cáo viết, phổ CMB này không những rời rạc mà còn có nhiều khoảng trống. Nói cách khác, có một số yếu tố bị thiếu nếu vũ trụ này thật sự phẳng. Giáo sư Bachert cho rằng, tại các khoảng trống được ghi nhận kia, các cấu trúc tự liên kết ngược lại với nhau như tâm của một chiếc bánh donut. Nếu điều này là sự thật, vũ trụ sẽ không còn vô tận như nhiều người nghĩ. Bachert nói, con người sẽ không cảm nhận được làn ranh của vũ trụ, mặc dù nó hữu hạn, bạn đang sống trong một vũ trụ không giới hạn, nhưng lại có khối lượng hữu hạn. Về cơ bản, một vật thể có thể đi theo một hướng trong vũ trụ và vẫn có thể trở lại điểm xuất phát. Phi hành gia có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng động cơ warp drive, loại phi thuyền giả tưởng có khả năng di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, Bachert cảnh báo rằng, lúc này thời gian của phi thuyền sẽ ngắn hơn trái đất, thế nên, đến lúc nhà du hành trở về, thì nhiều khả năng trái đất đã không còn tồn tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.